chỉ có 5.000 thôi. Thôi chị, còn ly bao nhiêu ạ? À? Em đang quay đúng không ạ? Chạy cái menu. Đây làm gì ạ? Cái nước mía hả? Dạ. Em đưa tiền chị vào, em cảm ơn nha. Rồi đi ra đây uống. Đây gần một cái công viên. Ủa, cái đây cũng là công viên Thanh Đa à? Đây là đang xây dựng này các bạn.